ờ oh, hương xin kính chào tất cả các quý khán giả và đại gia đình chung ha một buổi một ngày nữa lại bắt đầu ha có một ngày đầu tháng 6 thì hương xin kính chúc tất cả quý khán giả cùng với gia đình và những người thân đặc biệt là các bạn thiếu nhi ngày hôm qua có một ngày rất là vui vẻ hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và người thân nhất À, ở bên đây thì hôm nay Hương mới bắt đầu vào 1 tháng 6 thì à, <laughs> à, bên đây thì không có ngày quốc tế thiếu nhi à, nhưng mà ngày nào cũng vẫn là ngày của các bé hết ha. mỗi ngày đều là ngày của các bé hết và chúc các à, các bé các con các cháu được đông đầy tình yêu thương khỏe à, mạnh hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và trong vòng tay yêu thương của gia đình và ba mẹ thì một cái cảm xúc ngày hôm qua đêm ngày hôm qua à, rất là tuyệt vời phải không cả nhà thì hôm nay à, Hương cũng có rất là nhiều cảm xúc qua cái show diễn tiếp tục lan tỏa cái câu chuyện lan tỏa yêu thương idol ca sĩ Hồ Văn Cường thì thức cả hôm à, ngủ được có một chút xíu rồi cũng thức dậy theo à, theo dõi cả nhà ha theo dõi cả nhà à, nhưng mà Hương thì không có vào chỉ xem thôi ha chị xem Um, hoạt động của fan đi đi đâu nhưng mà không không có bình luận không có bình luận nhiều uh, sợ lắm <laughs> xong thì um, <laughs> Hương sợ uh, <laughs> Hương sợ là mình có cái gì sai thì uh, dễ bị <laughs> bị phiền lắm cả nhà mình vào nhà người ta mình đem lại cái sự phiền phức cho người ta thì Hương cũng không có muốn thì um, cho nên và chia sẻ thì sau khi cả đêm rồi cũng rất là hà nôn nao và theo so diễn của con cường ha theo so diễn của con cường và hương có rất nhiều cảm xúc qua cái show diễn này có nhiều điều ha nhưng mà cũng tranh thủ chia sẻ cái cảm xúc rất là vội vàng à, nghĩ thấy cái gì thì nói cái đó tại vì hương cũng sắp đi làm ha trước giờ đi làm thì hương ngắn gọn và À, những cái gì mà chi tiết cụ thể hơn thì à, à, tối đêm nay hương về hương rảnh hương sẽ livestream thì mình, mình vào mình tám cho vui ha cả nhà và nhìn chung cái show diễn của con so với ngày 30 tháng 5 thì à, nó rất là thành công, tốt đẹp và rực rỡ nhất. Hôm nay được nhìn thấy con à, cái giọng đã đỡ hơn mặc dù còn khàn ha. À, vẫn à, vẫn còn à, khuôn mặt lúc đầu cũng cố gắng tươi cười nhưng mà à, có lúc cũng xanh xao cũng mệt mỏi, còn bệnh mà. À, bệnh chưa có dứt hẳn đâu. Một ngày làm làm thế nào thuốc tiên cũng không thể nào hết bệnh được nhưng mà con đã cố gắng, cố gắng hết sức để làm tròn cái à, À, làm tròn cái trách nhiệm của mình ha và trước những khán giả đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng con không thể nào đẩy phụ lòng và một cái điều tuyệt vời nhất mặc dù bị bệnh nhưng mà vẫn rất là chiều fan chiều fan thể theo yêu cầu của các bà các cô các mẹ hát yêu cầu con hát gì à, các bà nói ngưng mà con vẫn muốn hát gì nữa đây tiếp tục ha thể theo yêu cầu à, là biết con rất là tình cảm ha con muốn biết rất là tình cảm à, để à, à, để tặng những cái bài hát mới cho fan đã không có ngại những khó khăn những cái ngày thường ngày thứ tư trong ngày thường cũng vẫn đi show thì một điều đó là rất tuyệt vời và nhìn chung cái show hồi hôm thì đầu tiên là về khán giả ha đại gia đình xanh độc chúa rất là tuyệt vời. Mình tưởng đâu là còn vé ha. Thương nghĩ là còn không có nhiều nhưng mà cũng còn vé nhưng mà vào thì à, nghe nói là nghe chú Cội livestream và là nói là không có còn chỗ ngồi luôn. Có nghĩa là mấy mấy chú mà YouTuber là không có còn chỗ ngồi luôn là coi như là à, sân khấu lấp đầy hết phản trống ha, là một sự tuyệt vời nhất. À, vé đã bán hết ha và một cái khán phòng đầy khán giả như vậy thì cũng tạo cho con rất là nhiều niềm tự tin, niềm tin và tự tin để tỏ sáng nhất một sự đồng hành một cái uh, những chiến binh thầm lặng luôn âm thầm và ủng hộ con ha thì đó là một cái điều tuyệt vời nhất của đại gia đình và bên cạnh đó thì các cô đi sớm thương thấy cục như cũng, cũng à, chụp hình rồi những cái tình yêu thương cô Văn Xâm đều cũng chia sẻ tặng kẹo sâm đồ rất rất tuyệt vời à, một cái tấm lòng, một cái tấm lòng à, một tình yêu thương dành cho idol và dành cho những người yêu thương idol như là một đại gia đình chung. Thì đó là một điều tuyệt vời nhất Các cô rất là trẻ đẹp Những cái bộ áo dài, những cái trang phục Những cái chiếc áo đầm như một ngày lễ trảy hội vậy đó Còn những cô xa thì vừa đi du lịch Vừa rất là nhiều và hôm nay thì thấy xuất hiện những nam những nam youtuber những người mẫu nam có những cái chiếc áo màu xanh chuối hoa màu rực rỡ sắc 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 sưng mùa hè, sắc mùa hè ha. rất là đẹp trai giống như chú cội nói hồi nào giờ mới được nghe mọi người khen lần đầu được nghe khen chú cội đẹp trai. Nói chung là nhìn rất là thời trang ha rất là thời trang làm cho các chú các anh các cô các các chú rất là trẻ trung hơn rất nhiều hôm à, nay là hương nói thiệt nha chị Hương cái bằng chạy hương đi chị Hương nói thiệt còn là đẹp lên ha cái màu áo làm cho tươi trẻ trẻ trung hơn nhiều sáng sáng rực luôn nha sáng rực lắng lắng chiếm phần con cường rồi con cường đâu có mặt màu xanh giỡn thôi với con cường vẫn là số 1 vẫn chói sáng tỏ sáng nhất đêm nay À, hôm nay bé thiếu nhi rất là tuyệt vời đặc biệt là bé trình bày những cái màn nhạc thiếu nhi vừa biểu cảm vừa múa cò cò vừa nhảy đủ lưng nhảy đủ giai điệu hết vừa hát vừa nhúng nhảy ha vừa hát vừa nhúng nhảy cái tự tin cái sự tỏa sáng cái tự tin mặc dù còn bệnh nhưng mà thấy hoạt động mà săn sáo những cái biểu cảm như vậy thì à, hương rất là vui có nghĩa là à, về cái tinh thần đã À, về không có lo lắng có nghĩa là thả lỏng giải th... giải thơm thả lỏng giải thoát được cái những cái nỗi buồn những cái gì lăn quanh lăn quanh đăng quanh ha thả lỏng lên và cái cơ thể cảm nhận hết những cái điệu nhạc cái cơ thể thả lỏng hát ảnh hát rồi ảnh nhảy theo cái điệp nhạc cái bài hát gặp nhau làm ngơ nhảy luôn á cả nhà nhúng nhảy nhúng nhảy rất là dễ thương rồi hát những em thiếu nhi rất là nói chuyện rất là dễ thương rồi biểu cảm từng cái nụ cười rồi cái khuôn mặt nhảy cò cò thì cái chân đá đá rồi chào thì những cái động tác rất là hay nói chung là À, cường có cái có năng khiếu rất là có khiếu ha có tài năng đó sau này diễn kịch hoặc là à, đóng phim hay cái gì cũng cũng rất là thành công hơn nghĩ đó rất là khiếu hài khiếu khiếu diễn xuất có khiếu diễn xuất nữa nha à, làm rất là đẹp nha ảnh làm trái tim là đẹp nhất không ai làm mà giống đâu thì đợi rồi trang phục thì à, chắc là nghe à, mấy cô khán giả à, ừ, yêu cầu con mặc vest hoặc là áo dài thì hôm nay con đã mặc lựa những cái trang phục phối rất là đẹp ha à, những bộ vest những cái màu à, rất là màu ở trong đen rồi phối ra màu cam và một cái trắng với một cái màu cái quần trắng với cái màu xám cam cam ha làm nó sáng rực sân khấu lên và một cái vest theo cái phong cách rất là trẻ trung à, mặc như vậy thì à, nó không có thấy già ha nó không thấy già và À, cái phụ kiện cô hương mới đầu là cô hương nhìn là thấy cái phụ kiện cô hương có bình luận là à, thích con à, thích con mang cái mang cái sợi dây đeo cái sợi dây đi thời trang đẹp quá cô hương thích đó, đó. tặng cô hương giỡn thôi à, thời trang rất là đẹp dễ thương à, làm cho cái hình ảnh nó rất là đẹp nó sáng lên con mang thời nữ thời trang, con mang những cái phụ kiện cái thời trang theo những cái bộ đồ những cái vòng hoặc là những cái vòng cổ hoặc là những chiếc vòng tay thì nó sẽ rất là năng động trẻ trung theo cái mốt thời trang bây giờ mà các ca sĩ trẻ hay hay thường đeo những cái không phải là vàng mà cái thời trang nó mạ vàng hoặc là cái thời trang fashion thôi, những cái bạc hoặc biệt là, là những cái sợi dây đen ha những cái chuỗi sợi dây đen giống như con hương cô Hương phe luôn <laughs> thì thì đó là và cái sợi dây này hôm hôm mà xô năm rồi xô mà mùa năm rồi sinh nhật gì đó năm sinh nhật năm trước con Hương về thật ra có hương mua cái sợi dây này định tặng cho cường vừa cái tay của cường luôn nó rất là nhỏ vừa cái tay của cường à, cũng là phong thủy nha cũng phong thủy rồi hương mới ở chung với chị pha hương cũng mới đem phe với chị pha chị pha nói cường không có thích mang những cái 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 này đâu thôi em tặng cái em tặng cái gì đi chị cô hương nghe cô kim pha nói thì thôi cô hương cũng thôi giữ lại giữ lại cô hương phải mang mang từ mỹ về việt nam và từ việt nam về thì bây giờ cô hương cũng mang mang chiếc vòng này chiếc vòng này thật sự là cô hương mang về tặng cho con tặng cho con chiếc vòng phong thủy, chiếc vòng đen cũng thời trang thì à, cô hương phe với chị kim pha cô kim pha lúc mà hương ở nhà cô kim pha một ngày đó đó thì cô hương phe quà thì cô kim pha nói à, thôi cường chắc cũng ít dùng nó giống vậy đó thì à, hương cũng mang về mang về lại đang nói về dòng thời trang thì à, các cô đó đều nhận xét nói là con À, hồi nào giờ ít thấy Cường mang những cái phụ kiện thời trang nhưng mà thật ra Cường cũng có mang, cũng có mang mà một vài lần cũng có mang trên sân khấu nhưng mà đều là những à, khán giả tặng ha, tặng rồi Cường mang lên rất là đẹp ha và à, chứ Cường thì không có không có tự 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 mang thì các cô đều khen Cường mang đẹp thì sau này con cứ kết hợp những cái phụ kiện thời trang lên nó rất là đẹp theo những cái tông của giới trẻ bây giờ thấy không thấy giới trẻ bây giờ cũng rất là thích ha dòng 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 thời trang và dây đeo cổ thời trang có đôi khi có nhẫn thời trang nữa nhẫn thời trang ha chứ tuổi trẻ thì ít có mang vàng lắm ha và những có một số à, bé nó vẫn thích giống như là bé nhà cô hương thì nó rất là thích mang nó cũng vẫn mang dây chuyền vàng mà nó vẫn thích những cái mặt theo cái theo cái mà cái cái truyền thống những ông phật đó ông phật di lạc hoặc là năm nay thì biểu tượng của năm rồng nó lại thích những cái con rồng hoặc là những cái biểu tượng ông phật di lạc thì nó cũng vẫn thích nó vẫn thích thì theo ý thích của mỗi một em mỗi một bé nó khác nhau thì đó là uh, trang phục rất là đẹp phải không cả nhà nhìn đẹp trai và sáng sân khấu hơn có sự thay đổi ha? và sự <laughs> thì uh, hát thì uh, vừa um, giọng vẫn còn chút khang nhưng mà vẫn là trầm ấm nhẹ nhàng du dương ngọt ngào và đông đầy cảm xúc ha? đông đầy cảm xúc rất là sâu lắng rất là uh, bỏ vào cái cảm xúc trong đêm nay ha, nghe rất là tuyệt vời và đặc biệt là cái ban nhạc đánh hay hơn đánh hay hơn cái show mây vừa rồi cho nên đó cũng là một cái sự thành công ha. con vào bắt nhịp à, được đúng theo cái tông nhạc đúng bắt nhịp được và nhạc đã chơi hay thì à, à, làm cho cái cũng con cũng tự tin hơn ha. và hát lên hát hay rất là nhiều và ngoài đó còn có giọng bè của các cô các các chị các em trên đó ha ngồi cũng bè như thầy uh, cô tú quyên và thầy trí như vậy ha rất là tuyệt vời âm thanh và um, ban nhạc cũng là một yếu tố để làm nên sự thành công rồi khán giả và rất rất nhiều người uh, đẩy uh, đặc biệt là con ha có sự tự tin và tỏ sáng nhất thì um, à, và đúng như đúng như là hương vẫn luôn luôn nói với các các khán giả ha luôn luôn vẫn nhận nhận xét nè à, nhận xét là à, show diễn có nhạc sĩ nguyễn minh cường thì bảo đảm cái show nó sẽ rất là vui, rất là vui nhộn và hay ha và hay bởi vì nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là cái người mà luôn luôn tổ chức các sự kiện giống như là bầu show đi ha, vẫn biết ha, biết và làm một cái vai trò là MC và có những cái buổi tập luyện chú Cường lớn rất là hiểu ý cháu Cường nhỏ và <laughs> con ghét chú cường lắm <laughs> con ghét chú cường quá ha thì chú cường rất là hiểu ý con cường và cảm ơn nhạc sĩ nguyễn minh cường ha một cái sự thành công cũng có cái công rất lớn của nhạc sĩ nguyễn minh cường À, khi mà cái show mình nghe mình luôn luôn Hương luôn, luôn nói là thà giống như nhà sĩ Nguyễn Minh Cường nói xem show à, đi show không phải là xem nữa mà giống như xem hài vậy đó. À, nỗi buồn à, nỗi buồn mang đi bỏ đi, chỉ còn niềm vui ở lại, đúng thật sự là chỉ còn niềm vui ở lại thì à, qua cái sự giao lưu rất là hài hước, rất là tự nhiên của hai chú cháu ha, rất là khiếu hài hước và tự nhiên, làm cho cái không khí nó sống động và nó sôi nổi lên và đó là một trong những cái cái thời gian mà giao lưu có cái thời gian có một phần trống thời gian để con hát những cái bài hát vừa mệt vừa có thời gian nghỉ ngơi vừa có thời gian nghỉ để uh, tiếp tục ha, để tiếp tục có thời gian uh, nghỉ một cái phản dài để uh, ngắt phản cho con có thời gian bởi vì cái sức khỏe cường hát đang còn bệnh mà ha và nhạc sĩ cũng rất là hiểu ý giao lưu tương tác rồi tới cái màn để lời sân khấu cho khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì cũng hát mấy bài luôn cả nhà ha. hát chung song ca với con Cường hai bài rồi thêm một rồi hai ba bài nữa ba bài nữa ba bài Nhạc Hoa nữa Nhạc Hoa là việc cũng như là rất là nhiều bài ha rất là nhiều bài cũng để cho cường có cái thời gian nghỉ ngơi thì rất là biết ơn nhạc sĩ vừa biết hiểu ý vừa làm chủ vừa vừa nhìn cái tình hình để coi như là rước cường giống như rước cường để cho cường nữa đó một người nhạc sĩ rất là tài hoa những cái bài hát rất là hay nhiều bản hit rồi vừa có tấm lòng nhân ái và rất là có tâm rất là thương ha thương yêu cường và ra đây là một cái hương rất là biết ơn và trân quý tình cảm của chú cường hay của nhạc sĩ nguyễn minh cường mặc dù đã bị bệnh giọng không có khỏe nhưng mà vẫn ráng giống như xô mây thì thầy lý minh trí của cường đã hát rất là to và bè rất là nhiều bài cho cường trong cái xô mây vừa qua thì một tình yêu thương à, thầm lặng một cái tình yêu thương rất là đông đầy của các thầy cô ha, của các nhạc sĩ, của các thầy cô của Cường, cô Tú Quyên, thầy Lý Minh Trí và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Thì à, bên cạnh đó tình yêu thương của khán giả nó chiếm vai qua trò quan trọng cái show đầy khán tính khán phòng khán giả ha và có cái fan uh, xanh độc chuối ha, fan uh, thế hệ tương lai sau này ha là những fan cứng của cường uh, bắt đầu từ lúc bây giờ nhỏ nhỏ mấy tuổi ha, 5 tuổi, 3 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi thì fan đó sẽ là hứa hẹn tương lai fan cứng sau này của cường à uh, tiếp nối thế hệ các cô các chú già rồi thì một ngày đó già rồi cũng đâu đi được thì thế hệ trẻ này sẽ tăng <laughs> tăng lên và đặc biệt là cái không khí nó rất là vui nhộn <laughs> có những cái màn thiếu nhi và có những màn phụ họa của các bé thiếu nhi nữa, đó nó làm cho nó hay hơn và cái show hôm hôm qua là rất nhiều bài hát thể theo yêu cầu hát chay của um, à, khán giả cường hát theo yêu cầu và rất là hay tuyệt vời ha cùng với đại gia đình xanh đột chuối nhiều bài thì chút xíu hương nói thì đó là một cái hay và một cái đặc biệt riêng đặc trưng chỉ có ở fan hồ văn cường à, thôi ha đặc, đặc trưng thể theo yêu cầu mà nhiều khi khán giả còn thuộc hết những cái bài của cường và hát theo cường thì một cái tình thương yêu như thế nào mới theo dõi cường bao nhiêu năm những cái bài gì cường hát đã thuộc từng từng lời từng chữ ha những mv người ơi đừng bỏ quê cung đàn thương nhớ và hoặc là à, trà Vinh miền đất Phúc, buồn con sáu sậu anh về miền Tây ha những cái bài kêu bằng bài ruột bài ruột là biết luôn ha đi trong đông, trong trong ruột là kêu yêu cầu bài gì là những cái bài nhưng mà thì đó là à, một cái sự thành công thành công rất là đặc biệt là vai trò của cường à, cường vẫn là số một và mãi đỉnh nhất đi. hôm nay hát, hát giọng hay à, trầm lắng lắng động à, lắng động cảm xúc rồi trầm nhẹ nhàng ngọt ngào rồi qua cái đó biểu đẹp trai trang phục vừa biểu cảm vừa diễn sức vừa nói rất là tình cảm, vừa chiều fan thì nói chung là tất cả những ưu điểm đều hiện rõ hết trên cái show này ha. Chị đâu có còn gì để mà phê, đâu có khuyết điểm gì đâu mà nói để mà phê bình nữa phải không cả nhà. Rất rất là vui và đặc biệt cái vui nhất nữa là sao show lại đi giao lưu ăn cùng với fan, tiệc tùng cùng với fan thì nó là niềm vui hạnh phúc của những ai được đi show con, ngoài những cái màn chụp hình, những nghe được nghe nhạc thấy và chụp hình lại được ăn tiệc chung và lại có những cái những kỷ niệm giao lưu cùng Cường ha. Biết đâu sau này mình giây phút nào thì ở phút nào mình tận hưởng được mình cứ tận hưởng cái hạnh phúc và niềm vui lúc ấy thì cũng rất là vui mừng cho fan ha. Và vui chúc mừng cho những khán giả đã đi show của Cường một điều tuyệt vời nhất show rất là thành công và cứ tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng Cường ha mọi người à, cùng Cường trong cái show kế tiếp Và chặng đường còn rất dài trong hè này chắc là à, Cường sẽ có thêm nhiều show hè thì học ít lại mà ha. học hè thì chắc Cường cũng phải nhận thêm show ha à, có nhiều show để mà à, fan tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng con với con Cường thì à, nhiều cái thành công thì hôm nay thì Hương sẽ tổng kết là những bài mà Cường hát nè ha. Thì trên đây thì 11 12 13 kể hết những cái bài mà sông ca này nọ hồi khoảng 15 16 bài 15 bài thì ta hơn đọc lại nữa ha. Thì bài thứ nhất con hát là miền Tây quê tôi à sáng tác là Cao Minh Thu phượng buồn là um, phượng buồn hai bài phượng buồn um, hai bài hát về mùa hè phượng buồn là uh, sáng tác tấn hải và nỗi buồn qua phượng là thanh sơn thì uh, phượng buồn tấn hải và nỗi buồn qua phượng là Th thanh sơn là bài thứ ba rồi ha và yeah, bài số 4 xin em đừng khóc du quy nhạc à, sáng tác nhạc sĩ Minh Phương. Một cái bài này là cái bài mà bản ruột của Hương. Hương rất là thích và Hương cũng nhớ là Hương lên like là Cường ơi um, hát cái bài này ha, bài ruột của con Hương, con Hương rất là thích. Um và không phải chỉ có hương mà rất rất nhiều khán giả đều yêu thích bài này ha có cùng tâm trạng là con hát hay bởi cái dòng nhạc này nó phù hợp với cái chất giọng của con nó đưa cái bài hát lên cao và cái đỉnh điểm cũng như những nhạc sĩ nhạc dân ca nói chung con hát dòng nhạc nào cũng rất là hay ha dù giống rất là hay nhưng mà à, theo cái cảm xúc của mình cái bài nào nó đông à, giống như có những bài nhạc hoa nó cũng chạm với cái cảm xúc của hương thì hương thấy nó rất hay à, nói chung là những cái lời nhạc nó có cái chuyện tình gì nó buồn buồn nó buồn buồn ha là theo cái tuổi của mình à, có những cuộc tình đã đi qua vậy đó thì mình thấy nó rất là hay còn đối với con cường thì uh, thơ ngay trong trắng thì uh, con không có cảm nhận được giống như nhạc sĩ sơn hạ thì con không có cảm nhận được uh, chưa có đủ tuổi để uh, hát về tình yêu uh, thất tình hay gì hay nội nỗi buồn nhé thì uh, nhạc sĩ chỉ đưa ra những bài hát về dân ca về quê hương về yêu cha yêu mẹ ha thì uh, cũng như nhạc sĩ uh, sơn hạ nhận xét thì sau này cái tuổi mà trưởng thành mùi lên thì sẽ theo có cái kinh nghiệm có kinh nghiệm mà chiêm nghiệm hơn những cuộc tình đi qua rồi thì lúc đó sẽ hát và cảm nhận sẽ rất là hay hơn bây giờ như vậy là đã rất hay rồi ha thì nói buồn qua phượng thì phượng buồn Nỗi buồn qua Phượng là cũng hát trong cái show vừa rồi Mà hát mới thì sĩ Thanh Sơn Những cái bài mùa hè mà sinh viên à, Đặc biệt là các bạn sinh viên của Cường nghe những cái bài này Thì à, sẽ nhớ nhà lắm ha Đặc biệt là sinh viên trường đại học Hoa Sen Những các bạn mà ở xa nhà, xa quê hương Thì à, nhớ mùa Phượng Vĩ Những kỷ niệm đông đầy Người sinh em đừng khóc vui à, Một bài, hai bài, ba bài, bốn bài Rồi à, Bài Sa Mưa Dông, nhạc sĩ Bắc Sơn Một cái bài này con hát lúc mà Việt Nam Idol khiết lâu lắm rồi Và trong những cái show cũng năm gọi hát với bài ca cổ ha. Ca cổ bài này rất là hay Một sáng tác rất là hay Bài Sa Mưa Dông của nhạc sĩ Bắc Sơn Một nhạc sĩ rất là nổi tiếng ha về những tình khúc quê hương Rồi bây giờ hát tâm bài xong rồi thì các năm bài xong rồi thì tới nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ha MC Nguyễn Minh Cường khách mời Nguyễn Minh Cường xuất hiện thì hai chú cháu rất là làm cho không khí vui hẳn lên vui nhộn hẳn lên và cùng nhạc sĩ nguyễn minh cường song ca với hồ văn cường bài mess um, up chân tình và uh, nhớ gấp ngàn lặng thương cái song ca này hai chú cháu hát rất là hay tuyệt vời và một bài nữa là ngược dòng yêu thương một cái bài hát mới của nhạc sĩ nguyễn minh cường một bài hát rất là hay hương nói thật một bài hát rất là hay lời lời nhạc ca từ và qua giọng hát của con cường ha hai chú cháu rất là tuyệt vời và có những cái màn giao lưu à, ăn miếng trả miếng với nhau ngẫu hứng với nhau ha à, tung hứng với nhau rất là vui rất là rất là vui và làm cho cái thời gian không khí nó vui nhộn hơn rồi à, sau đó thì à, Cường nhường sân khấu lại cho chú Cường thì chú Cường à, có thời gian chú Cường cũng giao lưu trên sân khấu ha chú Cường cứ nói là à, 7 năm rồi không Không có ai mời đi hát ha và À, nghe nó no, có Hồ Văn Cường là chú Cường chấp nhận liền ngay ha và tình yêu thương chú Cường dành cho Cường nhỏ rất là đông đầy ha yêu thương và à nhờ cái khoảng thời gian đó cường đã vào để thay đổi trang phục và nghỉ ngơi à, nghỉ ngơi một cái khoảng thời gian ngắn thì à, con cũng đã khỏe là... chút và lấy lại tự tin ha và rất là hát cái càng về khúc sau đoạn sau thì càng rất là hay hơn ha cả nhà hay hơn rất rất là nhiều và À, à, lúc này ảnh bung lụa luôn rồi anh bung lụa bung lụa lúc đầu rồi lúc này tới đỉnh điểm bung lụa rồi tới vừa hài vừa nhây vừa hài hước vừa đủ thứ hết ha thì nhạc sĩ Nguyễn, Nguyễn Minh Cường hát nè à, với con cường là hai bài song ca rồi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường à, với những cái bài nhạc lời hoa nè bài số 7 là làm nỗi nhớ mùa thu gì đó nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đặt cái lời việt ha nhạc hoặc lời hoa lời, lời việt rồi tới nỗi um, nhớ mùa thu rồi um, thêm một bài nữa nhạc hoa là việc Nguyễn Minh Cường là à, tình đầu à, bài hát cái gì đó bài hát tình đầu cũng nhạc sĩ nói là tình đầu hay nhạc hoa là lời việc thì à, hát à, đó nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và À, tới bài số số 8 rồi bây giờ tới bài số 9 là nhạc Hoa là việc tình đầu đó thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường xong ca hai bài và vào hát thêm 3 bài nữa hết cả nhà. Nhớ là vậy, nhớ là vậy. Và bài số 10 tổng kết lên tới bài số 10 ha thì sự trở lại à, à cảm ơn chú <laughs> nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ha đã có thời gian cho Cường trở lại à, cho Cường à, um, có thời gian nghỉ ngơi. Um, có và trở lại cường bắt đầu với bài hát số 10 con hát bài chuyện đêm mưa một bài hát này rất là hay hương cũng thích lâu này rồi, lâu rồi ha cái bài hát này hay lâu là cái bài hát cũ nhưng mà qua tiếng hát của cường cảm xúc lắm rất là cảm xúc và hay lắm nhớ bài này là sáng tác của hoài linh và nguyễn hiền chuyện đêm mưa và một cái bài mà à, tặng cho ha, bài nhân ngày mà mẹ đó thì à, một cái mv à, bài hát cũng rất thành công trong một cái mv đạt triệu view là bài đèn phia của nhạc sĩ lam phương ha một cái bài đèn phia sau hai bài hát là mẹ tôi và bông hồng cải áo rồi đèn phia thì nói chung là những cái mv cùng một lúc đó à, con tặng cường, cường tặng các quý khán giả vào một buổi tối nghe nhạc con cường hơn còn nhớ ha hương còn nhớ và bài này cũng đã vào được triệu view à, đèn phia Là 11 bài ha Thì xong đó thì bây giờ Cường mới hát chay Thể theo yêu cầu của khán giả Rất là chiều fan, rất là tình cảm à, Fan nói bài nào thì hát bài đó Mặc dù nhạc không có thì hát chay luôn ha à, Ban nhạc không có chuẩn bị, không có đánh theo những bài hát đó Even là thậm chí những à, các chị, các cô hát bè ha Thì... Um, cường yêu cầu um, khán giả yêu cầu bài buồn con sáu sậu ha, hát chay buồn con sáu sậu cùng với gia đình xanh đột chuối đã hát rất là hay và uh, trà vinh miền đất phúc trà vinh miền đất phúc uh, đó buồn con sáu sậu ha, rồi tới hát chay là trà vinh, trà vinh miền đất phúc rồi um, tiếp tục nữa bài thứ hai rồi ha? tiếp tục thêm nữa là sao trời làm gió rồi thêm một bài nữa anh về miền tây một hai ba bốn là bốn bài anh về miền tây uhm, năm bài chứ vùng con sáu sậu rồi chào vinh miền đất phúc sao trời làm gió và anh về miền tây là hát chai bốn bài rồi ha chai bốn bài rồi tiếp tục thì um, các uh, um, các cô khán giả lại tiếp tục yêu cầu những bài hát thiếu nhi cười muốn bể bụng cười cười muốn xỉu luôn những cười rụng răng luôn mấy cái bài này nè vui thiệt là vui luôn đó. một cái show nhạc rất là nhiều niềm vui mang lại những niềm vui rất là đông đầy luôn thì hát bài đầu tiên là bài bóng bóng băng băng ha vũ đoàn cùng với vũ đoàn xanh độc chuối thiếu nhi bé hồ văn cường hát cùng với vũ đoàn xanh độc chuối thiếu nhi ha rồi tới con cò bé bé à, Cũng liên khúc Bà ơi cháu bà yêu bà lắm Một con vịt sẽ hai đôi cánh thì cũng là liên khúc ha à, và bắt kim thang thì liên khúc này cùng với à, cũng cùng với vũ đoàn ha và bé linh đang linh Sư, à, linh linh gì linh sang và linh dương gì đó à, thì liên khúc à, một hai ba bốn năm năm bài liên khúc luôn và nhạc thiếu nhi và sau cùng là Cất kết kết với bài gặp nhau làm ngơ gặp nhau làm ngơ thì nhiều ca sĩ hát đã rất um, đã hát rất thành công rồi thì con cường hát cái bài này lần đầu tiên đây là lần thứ hai uh, nhưng mà uh, con hát với cái giai điệu của con riêng cái giọng hát riêng của cường nghe rất là hay và học sự mộc mạc và hồn nhiên uh, lại còn hài là gặp nhau đừng có làm ngơ nha và con gặp nhau đừng có làm ngơ và um, Hài, rồi à, đặc biệt là cái sự thả lỏng nhưng qua cái sự nhô trong những show gần đây cả nhà có thấy cường à, tiến bộ rất là nhiều không nhảy nhúng nhảy theo cái điệp nhà nhà ha nhúng nhảy à, ngoài hát rồi còn nhúng nhảy nữa nó rất là tuyệt vời cái đó là sự thành công sự thành công và cái sự học hỏi cường học hỏi mới có được cái có được cái những cái sự mà à, chuyên nghiệp như vậy chứ không có thì à, à, sao mà được chuyên nghiệp như vậy thì đó là những cái thành công một số diễn rất là thành công rực rỡ nhất thì hương có thời gian thì hương sẽ chi tiết và sau cái live stream thì mình sẽ nói chi tiết từng bài một từng cái cụ thể nhất hơn nữa cái gì thì mình chia sẻ những cái niềm vui của hôm nay đặc biệt là một show rất là thành công và hy vọng là mình đang đợi cái show ngày 8 tháng 6 với nhiều sự kiện rất là tuyệt vời và hấp dẫn đang chờ đón thì hương thấy nhạc sĩ nguyễn nhất huy cũng có đăng thêm đăng rất là nhiều chi tiết thì hôm à, đại tối live stream thì hương sẽ tổng kết và hương nhớ là à, đăng những bài hát à, cường tập luyện ha tập luyện là một nè rồi bài à, còn mãi lời ru còn mãi lời ru cùng với cô tú quyên rồi à, gì à, bầu ơi hay gì đó có thêm một cái bài nữa rồi cũng lên nhạc sĩ nguyễn nhất huy à, nhóm nhạc sĩ nguyễn nhất huy thì cũng có đăng cái stud lên nè À, nhạc sĩ nguyễn nhất huy à, nhóm là nhạc sĩ nguyễn nhất huy là ai có yêu cầu những cái câu hỏi thắc mắc nào á, thì à, liên lạc với e-box trực tiếp để hỏi nhạc sĩ nguyễn nhất huy hay là cho các ca sĩ nào nguyễn nhất huy à, trả lời luôn ha và cả nhà nhớ tiếp tục à, vào à, đặt vé ha à, đặt vé mua, mua vé À, à, đặt vé và à, đặt chiếc vé và ủng hộ mua vé cho cái show Đà Lạt hứa hẹn nhiều cái sự à, tuyệt vời <laughs> nhiều cái sự tuyệt vời nhất thì à, thì đó là những cái thông tin và trong lúc mà mình chờ đợi show thì cả nhà ơi vẫn tiếp tục ha vẫn tiếp tục nghe nhạc con cường nghe nhạc trên YouTube Hồ Văn Cường đưa cái bài hát uh, nhạc hoa lời Việt hôm nay đẩy thì hương vào cái trang mà Hồ Văn Cường official thì sẽ được bao nhiêu rồi ha. Nhớ nghe nhạc hay cả nhà. À, lúc mà hương nghỉ hai ngày là 180.000 lượt view đến hôm nay hai ngày rồi tại vì Hương biết show à, không có ai mà theo dõi nhiều đâu tại vì mình cũng tập trung Hương cũng vậy cũng đi theo show mà thì uh, hiện bây giờ nó là bao nhiêu là 201 rồi, hai ngày nó lên 1010 coi như là 20.000 view, 201.000 lượt view liên khúc nhạc hoa lời Việt. Ừ, trong đó có những bài ha và 167.000 lượt đăng ký ha. Nhớ trong lúc thời gian mà chờ đợi thì cả nhà nhớ nghe um, à, tiếp tục nghe nhạc con thì Hương sẽ up lên à, tiếp tục đẩy lan tỏa và tiếp tục mọi người nhớ ủng hộ nhạc cho cái con cường ha một trăm ta hai hai trăm một trong uh, mấy ngày rồi cả nhà 13 ngày rồi hai tuần mà có hai trăm một thì rất là chậm view rất là chậm nhưng mà cũng góp nhặt từng chiếc view để cho con có thêm những bài hát triệu view và cái kênh youtube của con cho nó có tương tác ha à, à, YouTube nào mình cũng đi lang thang mình cũng tương tác mà YouTube của con là của idol của mình là quan trọng nhất thì mình cũng phải vô vào comment bình luận và nghe ha và nghe để tương tác với con thật sự là như vậy thật sự là như vậy hương thấy mình đi nhiều youtube lắm youtube của fan rồi youtube của các ca nhạc sĩ nhưng mà youtube của idol của mình đang chờ đợi mình nghe nhạc ha cả nhà à, à, nghe nhạc trên đó à, hoặc là vào tương tác à, không ít thì không nhiều thì ít cũng phải tương tác ha để cho có tương tác mỗi một khán giả À, chỉ cần bỏ ra bao nhiêu ta một ít thời gian ha thì 167.000 người nếu mà nghe hết thì à, của một cái nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Uhm. Và trong lúc chờ đợi thì à, Hương sẽ tổng kết lại những cái à, cho mọi người nghe nhạc ha. Mới nghe một khúc nhạc à, ngày quốc tế thiếu nhi thì trên trang fanpage của cường thì à, hôm nay không có livestream mà like trên cái live stream trên cái fan lớp ha thì hương lấy nguồn từ fan lớp fan lớp của cường hồ văn cường thì À, bây giờ hơn nghe là khúc nhạc và sẽ kết thúc cái video này chia sẻ cái cảm xúc dòng cảm xúc này ở đây thì tối hôm nay hơn sẽ rảnh hơn sẽ livestream mình sẽ nói thêm những cái chi tiết về vé show của show 8 tháng 6 và những chi tiết gì update từ um, nhạc sĩ nguyễn um, nguyễn minh cường hoặc là nhạc, nhạc sĩ nguyễn nhất huy uh, hoặc là những cái thông tin gì uh, chung quanh uh, cường ha ngoài cái cảm xúc mình chia sẻ cái, cái cảm xúc um, Bây giờ thì thời gian cái video thì Hương không thể làm video nhiều được Nó dài thì nó sẽ up lâu lắm Cho nên mình ngắn gọn Và chia sẻ cái cảm xúc dội dàng Tại vì Hương cũng phải đi làm Xong rồi thời gian thì mình sẽ quay lại nhiều hơn trên cái live stream à, Bây giờ vào cái trang của Hương Thì Hương cũng có gửi lời à, chúc mừng cho con và trước khi con có đọc được thì con đọc ha cô hương chúc mừng con show diễn đã thành công rực rỡ nhất tiếp tục phát huy như thế ha ăn uống ăn uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ chuẩn bị cho show 8 tháng 6 nhé con đã tặng niềm vui bắt tặng rất là niềm vui cho ngày hôm nay thì cô hương sẽ mang niềm vui đó đi làm ha cô hương sẽ mang niềm vui đó đi làm cho một ngày mới với những cái niềm vui và để hương À, chia sẻ những cái uh, tiết mục uh, nhạc uh, nhạc thiếu nhi cười uh, cười uh, rất là mắc cười lắm, vui lắm. Hương thấy uh, vui nhộn ha, nhìn thấy con trẻ trung hồn nhiên thì Hương rất là thích. còn đối với cái bài hát con hát thì rất là hay rồi. vâng bàn thì đó ha cả nhà ha những cái bài hát uh, thiếu nhi rất là vui uh, rất uh, rất là vui thì um, cho một đoạn thôi ha nghe nghe một đoạn thì um, nhiều bài nữa thì um, uh, cái này á cường hát hay thì nhiều bài mình nghe thường rồi nhưng mà nhạc thiếu nhi thì lâu lâu ngay cái dịp ngay cái ngày quốc tế thiếu nhi và có những em thiếu nhi đó lâu lâu mới nguồn cảm cảm xúc ngẫu hứng ha mới hát được cho nên rất là hiếm hoi ha À, chứ đâu phải lúc nào cũng có nhạc thiếu nhi để nghe đâu cả nhà, cho nên hương thấy những cái này là vui và hay nhất ha. hát cùng với các bé cường nhi sống lại cái tuổi rất là hồn nhiên và ngây thơ và mong con vẫn mãi giữ cái sự thơ ngây và hồn nhiên mộc mạc hiền lành dễ thương như vậy ha, ai cũng muốn mà phải không cả nhà? rất là tuyệt vời chúc cả nhà một một buổi sáng một ngày mới rất là an lành và hạnh phúc ha hẹn lại cái livestream thì tối nay hương sẽ rảnh hương sẽ livestream và thông tin nhiều cái thông tin hơn chi tiết cụ thể hơn giờ hương phải đi làm hương chào tạm biệt cả nhà có rất nhiều cảm xúc muốn viết bài muốn làm video nhưng mà không có thời gian cả nhà ơi ừ, phải đi làm rồi nó cũng mất thời gian lắm <laughs> một cái video đó làm uh, chi tiết chi tiết chợ mình đâu có đi trực tiếp đâu mình cũng phải uh, và chia sẻ những cái cảm xúc hmm, ha. cả nhà nhớ uh, um, về nghỉ ngơi khỏe tiếp tục nghe nhạc và tiếp tục uh, đồng hành thương yêu cùng con cường hân sinh cảm, cảm ơn uh, tất cả tình yêu thương của khán giả rất nhiều và um, xin chào tạm biệt và cả nhà nhớ để lại cho hương một món ngón tay đẹp ha và những lời bình luận tích cực hương xin chào tạm biệt cả nhà